thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng. Đối với thủ tục này, người dân hoặc tổ chức nộp một bộ hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Trình tự thực hiện. Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ. Cơ sở sử dụng dấu định lượng nộp bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính và ngày làm việc trong tuần: thứ Bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ. Bước 2. Xử lý hồ sơ. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận và bản công bố của cơ sở. Bước 3. Trả kết quả. Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên. Thành phần hồ sơ: bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn. Mẫu bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn. Điền đầy đủ thông tin về tên cơ sở sản xuất, nhập khẩu, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, địa chỉ văn phòng giao dịch nếu có, địa chỉ nơi cơ sở nếu khác với trụ sở chính hoặc nơi nhập khẩu. Trong phần công bố, điền thông tin tên hàng đóng gói sẵn với thông số của sản phẩm. Cuối cùng, người đứng đầu cơ sở sản xuất, nhập khẩu, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu. Số bộ hồ sơ, một bộ. Thời hạn giải quyết, thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, 3 ngày làm việc. Thời hạn bổ sung hồ sơ, 30 ngày kể từ ngày Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo. Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, 5 ngày làm việc. Kết quả thực hiện: bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính. Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn. Đối với cơ sở sản xuất: 1. Được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy định. 2. Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy định tại Điều 14 của thông tư này. 3. Kết quả đánh giá tại cơ sở đối với lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 thông tư 21/2014/TT-BKHCN. Đối với cơ sở nhập khẩu: 1. Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2. 2. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. Trên đây là video hướng dẫn thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên xin kính chào và mong được phục vụ các cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.